Tết này con sẽ về. Hát nào nào. Tết Tết này con sẽ về đâu. La trưởng. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng và cha con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dừng dừng mỗi lúc mẹ gọi, ngoài việc dặn con hết lòng, nào mẹ cũng gắng hỏi Tết này về không con. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Nhà về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con bình yên trở về. Đó, Tết này con sẽ về nhá. Hú boy số còn đấy không?